cái lần tôi đến thăm anh Quý ở Bắc Ninh, vào hồi 6 tháng trước đây, là lần tôi thấy anh ấy đối với tôi nhạt nhẽo và ngượng nghịu nhất. Tôi không ngờ và cũng không để ý đến thái độ ấy. Vì hai chúng tôi thân với nhau từ thửa đề trỏm, có thể nói theo lối thiếu vệ sinh nhưng đầy thi vị, là con cháy cắn đôi. Vì chúng tôi đã lâu mới gặp nhau, nên bao nhiêu chuyện để trong bụng bấy nay, tôi lôi hết ra để nói. Và cố nhiên, khi chuyện đã hết, tôi thấy đói tôi ngồi yên ngáp vặt đợi cơm trong buồng khách tranh tối tranh sáng bỗng anh quý ngập ngừng rồi cười và bảo này anh ạ à, cái trống cả dùng hồi ấy tôi mới cho về ở đây nói xong anh lại cười bằng cái cười chữa thẹn mà tôi thì sực nhớ ra nguyên từ ngày quý đổi về bắc ninh anh không đem vợ đi theo nữa anh thường phàn nàn ở bên quê lắm việc mà cha mẹ thì già nên vợ anh phải ở lại để trông nom cửa nhà và đồng áng bởi vậy nghề thế được thả lỏng anh đâm ra chơi bời và không hiểu tí toáy thế nào mà cô đầu huệ có mang với anh hồi ấy anh có cho tôi biết và trong thư anh gọi huệ là trống cả dùng cho nên vừa nghe ba tiếng trống cả dùng tôi vội nói thế hả đã đẻ rêu vịt kia à quy thấy tôi không tỏ ý gì cười rõ to vui vẻ đáp ồ đã hơn hai tháng nay con trai hay con gái con trai tôi mới cho mẹ con nó về đây hôm qua rồi bùi ngùi anh tiếp bởi vì dưới ấy nhà ở thiếu vệ sinh mình trông thấy đứa bé mà không yên tâm chút nào gia dĩ con mẹ chủ nó cứ dọa đuổi phải làm cô đầu lại có con thì ai người ta nuôi báo cô không phải thế từ ngày nó có mang tôi vẫn phải cấp tiền nhưng mình thì tốn kém mà nó phải chịu giúp trong cái trái nhà ẩm thấp tối tăm cửa giả chả có nhất là từ ngày nó đẻ tôi càng không đang tâm cho thằng bé con ở đấy thế chị ấy đã biết tin này chưa quý thở dài chưa nhưng tôi giấu sao nổi nhà tôi chẳng bằng lòng cũng chẳng được nói đoạn anh đứng dậy rủ tôi anh vào mà xem mặt thằng bé nó giống tôi lắm tôi theo quý đến buồng ngủ tôi nhìn vào trong giường nhưng quý cười Bảo, huệ nó len lét, cả ngày chẳng dám lên nhà trên. Qua sân xong, chúng tôi cúi đầu cho khỏi đụng máy bếp. Đứng trong nhà mà ngọn lửa lập lòe của mấy thanh củi cháy lom rom không đủ làm cho đỡ tối, tôi bị khói làm cay cả mắt, và rất khó thở. Tôi dừng lại để nhận kỹ, cạnh lò, người bếp đương thổi cơm, và tận góc phản ngả mâm, một người quần áo thâm đen ngòm, ngồi bế con. Quy đến gần, đánh diêm soi vào mắt thằng bé đang ngủ say. Tôi nhìn nó, nhân tiện liếc trộm vào mặt Huệ, người đàn bà thấy có khách lạ, lại bị ánh sáng chiếu gần, thì bẽn lẽn, cúi gầm xuống, và cũng không dám nhếch mép để chào nữa. Vì chắc người ấy không rõ tôi là bạn hay họ với quý, và biết chào là gì. Không muốn đứng đó để Huệ thẹn lâu, tôi quay gót đi lên. Và bảo quý, trong bếp khói quá, thở rất độc. Anh nên cho thằng cháu lên nhà trên, quý chán nản đáp, mặc kệ bảo mãi chẳng nghe biết thế tôi không cho về đây lại xong vì về đây mà cứ cả ngày chui xuống bếp thì cũng thế tôi nói nhỏ thì buổi đầu về nhà lạ ai chả ngưỡng. anh bảo ngượng với ai cả nhà chỉ có tôi với thằng hương với thằng bếp còn thẹn thò quái gì nữa viết đến đây tôi cần ngoặc dấu chua nghĩa để nói rõ rằng thằng hương là con trai anh quý đã lên năm và người làm bếp là cháu họ xa của anh theo anh gần 10 năm nay để giúp việc thổi nấu. Anh rất tin cần hắn, vì hắn thật thà có một nội tiền nong và thìa khóa hòm, tủ, anh vẫn giao cho hắn giữ. Anh coi hắn như cánh tay phải, như người nội tướng đảm đang vậy. Tôi hỏi, thằng Hương đối với Huệ ra làm sao? Nó bé, đã biết quái gì? Thế Huệ đối với nó, quý tự đắc đáp, Huệ sợ cả từ thằng bếp sợ đi. Vừa lúc ấy, người bếp dọn cơm lên bàn, quý cười, chỉ vào hắn và nói chẳng tin anh cứ hỏi nó mà xem người bếp vui sướng khoe thật đấy thưa cậu cô ấy vâng cả với con còn bảo mãi mà cô ấy vẫn cứ quen mồm cô ấy chả dám nhờ con làm việc gì cả lắm lúc con dỗi thấy cô ấy vừa bế em vừa đun nước pha sữa con tranh làm hộ nhưng cô ấy nhất định không nghe bất đắc dĩ muốn bảo con làm việc gì thì cô ấy đến tận nơi khẽ nói anh làm phúc chịu dầu hộ tôi việc này, việc nọ. Ăn cơm, cô ấy cũng mời con một cách lệ phép. Tôi cười nói đùa, phải, bởi vì anh là một nhân vật quan trọng trong nhà này. Bữa ăn ấy, Huệ không dám ngồi với chúng tôi. Người đàn bà địa vị kém cỏi ấy không rời ra khỏi xó bếp. Vì chắc chị ta tự xét chỉ xứng đáng với nơi thấp hèn ấy mà thôi. Cộng cộng cách đó hai tháng, một hôm tôi có việc phải qua Bắc Ninh. Nhân tiện, tôi vào thăm anh quý. Nhưng lúc ấy, cả Quý Lẫn Huệ và người bếp cùng không có nhà. Tôi hỏi thằng Hương về em bé nó, thì nói nói, vô em bé sang chơi nhà bên cạnh. Tôi chờ trong chốc lát, bỗng có chiếc xe đỗ phịch trước cửa. Một người đàn bà mở ví tay lấy tiền trả xong, thoăn thoắt mở cửa bước vào. Tôi biết ngay là Huệ, vì còn nhớ mặt, dù lần trước mới thoáng trông trong bóng tối. Huệ hôm nay không phải là Huệ hai tháng về trước. Huệ hôm nay hoàn toàn là một thiếu phụ tân thời, vợ ông phán trẻ. Chị ta thấy tôi, cúi đầu xuống chào và nói một cách bạo dạn: bác mới sang chơi, nhà em cũng sắp về. Đoạn Huệ vào buồng ngủ, tôi để ý thấy tiếng loẻng xoành chung chìa khóa và tiếng cánh cửa tủ kẹt mở và đóng đánh sinh Đoạn Huệ gọi bằng tiếng lanh lành, lành vú em ơi, không thấy ai đáp. Chị ta gọi: Hương, vú em đâu? Thưa gì? Vú ấy ở bên bà đốc ạ. À? gọi vô ấy về đun nước bác sơi chứ. Còn nhà, chẳng biết gì cả. Rồi Huệ vui vẻ chạy ra nói với tôi, thưa bác, chúng nó đỏng quá. Bác miễn trách cho, cả thằng bếp nữa, đi tám nhăm chống canh chưa về. Hôm ấy, thật tôi rất ngạc nhiên về sự thay đổi từ cử chỉ cho đến cách ăn nói của Huệ. Tôi không thấy tăm bóng người đàn bà sợ sệt, len lét ngồi dưới bếp nữa. Tôi chỉ thấy một người hợm hĩnh, cố khoe tài nội trợ người ấy mắng vú em không coi nhà sai đầy tớ quạt than để là quần áo và xuống bếp làm giúp đồ ăn rồi khi người bếp bưng cơm ra buồng khách thấy tôi anh ta ngó cổ vào trong nhà khi yên trí rằng không có ai anh ta mới đứng cạnh tôi thở dài bĩu môi thì thầm than thở động có khách lạ đến là làm ra dáng chăm chỉ lắm còn lúc không cả ngày chỉ nằm ăn vạ trên giường để nhổ vặt đến nỗi con cũng không nuôi nổi phải thuê vú em. Ấy thế mà còn đài các, lắm lúc mắng vú em như tát nước vào mặt. Thưa cậu, cậu con bây giờ ăn ở khác lắm, không được như trước nữa. Cậu con cả nghe cô ấy lắm, nhiều lần mắng cả anh Hương lẫn con. Ngày trước, nói đến cô ấy, cậu con vẫn gọi là nó, và dặn con nên trông nom cửa nhà cẩn thận, kẻo cậu con không tin cô ấy đâu. Thế mà bây giờ đã giao thìa khóa tủ cho rồi còn tính nay mai cậu con đưa nốt lương tháng cho cô ấy chi tiêu nữa là cửa nhà tan nát thế mợ phán đã biết cậu có vợ lẽ chưa cũng đã có người nói đến tai mà từ lúc cô ấy hỏi dò biết mợ con hiền lành thì lại càng dở ra nhiều cái nực cười cô ấy làm nũng cậu con có ý giữ cậu con chẳng muốn cho đi lại chơi bời với ai thỉnh thoảng đối với con cô ấy cũng không coi vào đâu tưởng chừng như cô ấy muốn coi con như hạng đầy tơ khác từ ngày cô ấy về cậu con không tin cậy con như trước nữa mà con làm việc gì có cô ấy xen vào con thấy khó chịu lắm hình như cô ấy tước cả cái tự do của con vậy cô ấy thay đổi chóng lắm nhỉ vâng trước kia ai chẳng tưởng cô ấy chỉ cả ngày loanh quanh dưới bếp sợ hãi từ con trở đi chứ có ngờ đâu nhưng độ một tuần cô ấy đã mon men hay lên nhà trên rồi đi đứng, nói năng quen đi, không ngượng nhịu nữa. Và đã mấy lần có bạn đến, cô ấy tiếp, nhưng chỉ thì thầm với nhau trong buồng trong. Cô ấy có dám ló mặt ra đến phố đâu, mà động thấy có ai lạ vào nhà, là thụt cho mau xuống bếp. Nhưng dần dần, độ ngoài một tháng, thì khi vắng cậu con, cô ấy đã mời khách ngồi ở xa lông, nói năng, cười đùa rầm rầm. Xong cô ấy sợ con mách, nên nói lót, ngọt ngào lắm. Bây giờ thì bà ấy công nhiên mời khách ngồi ghế bành thả cửa, dù cậu con có nhà cũng vậy. Và thỉnh thoảng lại sĩ xỉ diện, quay mồm ra gọi, bếp ơi. Con hầu cậu con, chứ con việc gì phải làm đầy tớ đổ đĩ ấy. Con chẳng ra gì cũng là cháu cậu con, còn gọi cô ấy là cô đã là quá đáng, vì con sợ cậu con mà nhận cô ấy là vợ lẽ, chứ bất quá cô ấy chỉ ngang hàng với con là cùng. Bữa cơm hôm ấy, Huệ cùng ngồi ăn với chúng tôi nàng cử chỉ lễ phép không dám nói chuyện chỉ thỉnh thoảng săn sóc cơm nước sai bảo người bếp một cách ngọt ngào mà thôi cộng cộng nhưng hôm nay thì không thế nữa hôm nay vì anh quý viết giấy mời tôi về bắc ninh để anh hỏi ý kiến về chuyện gia đình nên tôi đến thăm anh anh nhờ tôi nuôi thằng hương để dạy dỗ nó nói thác rằng nó mến tôi chỉ đòi được ở với tôi nhưng tôi biết thưa là thằng bé khốn nạn đã nhiều lần bị vợ lẽ của cha đánh đập tàn nhẫn khi tôi hỏi sao người bếp không ở với anh nữa thì quý còn tức giận đáp anh tính bạc ác đến nó là cùng nó đi theo tôi từng ấy năm trước kia tôi giao cả tiền nong cho nó mà có một lần nó nỡ ăn cắp của tôi anh bắt được bà cụ nhà tôi à bà đẻ ra huệ ấy mà dình bắt được chứ tôi tin nó quá nên không ngờ lúc ấy huệ ở nhà trong chạy ra nói xen vào vâng nó lấy của nhà tôi hai chục, giấu trong hòm. Thì ra trước kia, giá nhà tôi có bị nó rút ruột rút gan bao nhiêu cũng không biết. Quý nhìn vợ, cười nhạt, rồi nói với tôi, cho nên tôi phải giao tiền nong cho nhà tôi giữ. Mình thì bận, còn có lúc nào để mắt đến hết mọi việc được. Huệ nói, rồi, thưa bác, muốn chừng biết từ nay không thể sơ muối gì nữa, nó mới chán cảnh, và cứ sinh sự với tôi. Ấy, đi ăn đi ở mà cứ hỗn với chủ nhà thì bác tính còn trời đất nào nữa tôi mới bảo nhà tôi đánh cho một trận và tống đi thấy huệ nói giọng lên bộ quá tôi hiểu tất cả ẩn tình đầy tớ trung thành bị đuổi con dứt ruột phải xa lìa không rõ quý có hiểu hiện gia đình anh đương bị một cuộc ngoại xâm ghê gớm hay không nhưng vẫn không thấy tình thế nghiêm trọng anh còn khoe thêm rất tự đắc bây giờ tôi nuôi thằng bé này cũng như thằng bếp trước vì nó là người làng nhà tôi đây nó ngoan lắm Tôi cười nhạt, không trả lời, tôi muốn nói cho quý rõ về thực trạng gia đình anh. Muốn Trường Huệ hiểu ý, cho nên, khi ăn cơm xong, như mọi lần, tôi rủ quý đi chơi phố. Xong, gắng thấy Huệ đưa mắt cho chồng, thì quý ra ý ngần ngừ, khó chịu. Nhưng đồng thời, người thiếu phụ kêu khó ở, và buồn nằm. Quý theo Huệ vào một lát, rồi lúc ra, anh cố tươi cười để lấy lòng tôi, và nói, nhà tôi nó mệt, anh cho đến khi khác cộng cộng tôi biết quý không còn khi nào để có thể đi chơi với tôi vì cả đến cái tự do của anh cũng bị cô vợ lẽ chiếm nốt hẳn từ nay tự nhiên hoàn toàn anh bị tước quyền làm chủ nhân ông thì ra ở đời mỗi khi nước nọ xâm chiếm nước kia cuộc chinh phục về mặt kinh tế về mặt chính trị cũng đi dần dần từng bước nguy hiểm như vậy tôi đã thấy bao nhiêu ca thế rồi chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa